Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, xin kính chào cô chú và anh chị đã trở lại kênh YouTube của em. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân. Hôm nay em về ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.000 m². Hiện em đang đứng ở đây là đường huyện lộ 35. Con đường này quý anh chị mình có thể di chuyển về chợ Sòi Hột và cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 6 km nha anh chị. Và con đường này quý anh chị mình di chuyển về trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 1 km nha. Thửa đất mà hôm nay em giới thiệu quý anh chị á là thửa đất mình nằm trong đường bê tông rộng khoảng là 3 m nha anh chị. Thửa đất mình cách đường huyện lộ 35 khoảng là 50 m thôi. Con đường này mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nè đến 16 chỗ. Quý anh chị mình di chuyển tới nơi luôn nha. Và ở đây mình có điện nè, có nước, wifi, có đầy đủ luôn. Và ở đây mình rất là gần chợ Vĩnh Kim nha anh chị. Và ở đây mình gần những các tiện ích như là trường học nè, ủy ban, điện máy xanh và bệnh viện đa khoa của xã Vĩnh Kim ha. Đó, đây là bản quy hoạch dành cho đường bộ nha anh chị. Để em di chuyển lần lần vào bên trong thửa đất cho quý anh chị mình xem thửa đất này luôn nha. Thửa đất mình cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Ngang của mình là 21 m và mình sâu vào là 48 m. Tổng diện tích của mình là 1.000 m² nha. Đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và cô chú mình mua thửa đất này rồi mình lên thổ cư luôn. Ở đây rất là thích hợp trồng cây ăn trái nha anh chị. Ở đây mình trồng dừa nè, bưởi nè, vú sữa, hoặc là mình trồng nhiều loại cây ăn trái khác đều được luôn nha anh chị. Để em di chuyển lần lần lại thửa đất cho anh chị mình tham khảo nha. Nếu quý anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, quý anh chị mình có thể di chuyển về tới thửa đất mình khoảng là 10 km thôi. Và quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 65 km nha anh chị. Quý anh chị mình về tới ngã tư Đồng Tâm, mình đi thẳng ra đường tỉnh lộ 870, mình tới chợ Sòi Hột là mình quẹo tay phải lên là mình di chuyển đường huyện lộ 35 về ủy ban xã Long Hưng quý anh chị. Mình cách cầu Long Hưng khoảng 1.5 km thôi. Đất mình cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Đất mình cao gáo theo bằng mặt lộ luôn. Đó, ngay tay em chỉ quý anh chị á là mình di chuyển qua bên đây là 21 m ha. Và mình sâu vào bên trong là 48 m. Đất mình vuông vức luôn nha anh chị, không có màu mã gì hết. Cực kỳ là đẹp luôn. Đất này có thể quý anh chị mình trồng cây ăn trái thêm, hoặc là quý anh chị mình buôn bán kinh doanh cũng được. Hoặc quý anh chị mình cất nhà nghỉ dưỡng ở đây em nghĩ rất là thích hợp luôn nha. Ở đây thì quý anh chị thấy không, nhà cửa thì ở rất là đông. Và ở đây mình có đầy đủ tiện ích hết, điện nè, nước, wifi, trường học, ủy ban, điện máy xanh. Thì mình cách nhau khoảng là 1 km thôi nha anh chị. Quý anh chị thấy không, từ đây mình di chuyển ra đường huyện lộ 35 rất là gần nha anh chị, khoảng 50 m thôi. Để em di chuyển vào bên trong tổng quan thửa đất cho quý anh chị mình tham khảo nha. Đất mình rất là cao gáo và rất là đẹp nha anh chị. Có thể quý anh chị mình mua để làm nhà xưởng cũng được. Ở đây mình cách đường điện bao khoa khoảng là 50 m thôi. Đó, mình câu vào đây thì mình có thể làm kho xưởng được luôn. Em xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ cho quý chị mình nắm luôn nha. Với giá chính chủ đang giao bán với giá là 1.800.000.000. Mình còn thương lượng chính chủ nha. Nếu quý chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này, quý chị cứ liên hệ
bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị và cô chú xem thửa đất này, và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha anh chị. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị mình sang lắp mặt bằng, làm nhà cấp 4, xây hàng rào. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình luôn. Đất mình xung quanh đã có hàng rào bao bọc hết rồi nha anh chị. Về đây quý anh chị mình cũng không cần để mình xây hàng rào, đất mình ở đây gia chủ đã xây hàng rào xung quanh hết rồi. Trên đất mình gia chủ trồng khoảng được 20 gốc dừa nha anh chị. Quý anh chị thấy không, đất mình cực kỳ là đẹp ha. Quý anh chị mình có thể mua về mình cất nhà nghỉ dưỡng, hoặc mình mua để mình làm kho xưởng cũng được nha anh chị. Ở đây mình cách chợ đầu mối Vĩnh Kim khoảng là 1 km thôi. Nếu quý chị mình có nhà ý muốn xem thửa đất này, bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý chị mình xem thửa đất này nha, và mình gặp chính chủ luôn để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha anh chị. Trước đất mình cũng có đường điện đông, cái điện này gọi là điện của nông thôn nha anh chị. Quý chị mình yên tâm ha. Ở đây thì an ninh cũng rất là cao. Ở đây thì mình cũng gần công an nè, ủy ban, thì mình cách nhau khoảng là 1 km thôi. Đất mình cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Với giá bán là 1 tỷ 800 triệu, mình còn thương lượng chính chủ nha. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho quý anh chị mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 1.000 m², ngang với mình là 21 m, và mình sâu vào là 48 m. Đất mình là đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình lên thổ cư luôn, để em mở cái la bàn lên cho quý anh chị mình xem ở đây đất mình quay về hướng nào luôn nha. Ở đây đất mình quay về hướng đông nha anh chị. Quý chị mình ở thành phố mà mình di chuyển về đây khoảng là 1 tiếng thôi nha anh chị. Con đường này ở đây rất là thông thoáng, và quý chị mình di chuyển về tới chợ Sòi Hộp là mình quẹo phải lên đây khoảng là 5 km là anh chị mình tới rồi. Nó từ đây quý anh chị mình di chuyển ra đường quyền lộ 35 rất là gần luôn nha anh chị, khoảng là 50 m thôi là quý anh chị mình tới đường quyền lộ 35 rồi. Đất mình rất là đẹp ha. Ở đây mình có điện nước wifi có đầy đủ luôn nha. Ở đây mình cất một cái ngôi nhà, mình ở phía sau mình có thể trồng cây ăn trái, và có thể mình chăn nuôi thêm nha anh chị, hoặc quý anh chị mình làm kho xưởng, em nghĩ cũng rất là tiện ích luôn á. Không chị thấy không, chợ cái đầu đường quyền lộ 35 mình cách rất là gần nha anh chị. Với giá bán là 1 tỷ 800 triệu, mình còn thương lượng chính chủ. Nếu quý chị mình có nhu cầu để mua thửa đất này quý chị cứ liên hệ bên nhà đất chúng em ha. Em bên em xin cảm ơn quý chị nha. Đất mình cực kỳ là đẹp luôn. Quý anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn lại những phần video tiếp theo nha.